Ngày Zidane dạy cho học trò Ramos và Tây Ban Nha cách đá bóng. Năm 2006, đội tuyển Pháp của Zidane có trận tiếp đón Tây Ban Nha ở vòng 1 16 World Cup 2006. Vào phút thứ 28, Villa đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước sau quả phạt đền thành công. Sau bàn thua, Pháp tràn lên và 5 phút trước giờ nghỉ giữa hai hiệp, Vieira có đường chọc khe tuyệt vời giúp Ribéry phá việt vị đưa trận đấu về vạch xuất phát. Vào hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi và khi mọi người nghĩ đến hiệp phụ, thì Vieira có bàn thắng thứ 2 cho tuyển Pháp. Tuy nhiên, điều tuyệt vời nhất vẫn chưa xảy ra. Phút 90+2, Zidane dắt bóng lừa qua Puyol và sau đó dứt điểm vào góc gần khi đã lừa được Iker Casillas vẫn đang chân hững vì đổ người sang góc hướng đối diện. Chiến thắng 3-1 đưa Pháp tiến thẳng vào vòng tứ kết gặp Brazil. Cùng xem lại trận đấu đáng nhớ này nhé! Và các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube Live Fanpage Bóng Đá Hài Hước để nhận ngay những thông tin mới nhất các bạn nhé! Ngày 26 tháng 7 năm 2006, dàn sao trẻ trung đầy khí thế của Tây Ban Nha khi ấy tiến vào vòng knockout đầu tiên với tâm thế đội đứng nhất bảng H cùng phong độ hủy diệt với 3 trận toàn thắng và hiệu số cộng 7 bàn. Đối thủ của La Rosa là tuyển Pháp, đội chỉ có thành tích khiêm tốn hơn khá nhiều khi xếp thứ 2 tại bảng G dưới cả đội tuyển Thụy Sĩ và có được 5 điểm sau 3 vòng đấu, ghi được 3 bàn và để thủng lưới một lần. Thế nhưng, ở trên sân Hannover của chủ nhà Đức hôm ấy, bộ mặt bạc nhược của tuyển Pháp đã toát lên một màu tươi mới với nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận đến từ vị nhạc trưởng khi ấy đã 34 tuổi, Zinedine Zidane. Và video hôm nay sẽ điểm lại cho các bạn ngày mà người đội trưởng của tuyển Pháp đã sử dụng phép thuật để khuất phục những chú bò tót và đặc biệt là bài học đắt giá đầu tiên trên con đường sự nghiệp quần đùi áo số cho học trò của Zidane trong tương lai, Sergio Ramos. Sau hồi còi khai cuộc, Tây Ban Nha chính là đội có cơ hội đầu tiên khi được hưởng một tình huống đá phạt khá nguy hiểm. Những chú bò tót có màn tổ chức đá phạt khá bài bản như đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho hạng mục này. Nhưng rất tiếc, cú sút của hậu vệ cánh trái Mariano Benia chỉ có thể đưa bóng đi vọt xà. Đoàn quân của Domenech cũng tỏ ra không phải dễ bắt nạt. Henry nhận bóng từ Maloda ở cánh trái và thực hiện một pha bẻ lái vào trong để thực hiện cú cứa lòng quen thuộc. Nhưng chưa đủ khó để hạ gục Casillas. Sau đó ít phút, đội trưởng Zidane có pha xử lý hay ở trung tuyến để rồi truyền bóng cho Ribéry dùng tốc độ leo biên bên hành lang cánh phải. Đường căng bóng sau đó của gã mặt sẹo đã bị Carles Puyol ngăn cản và pha băng vào đá bồi của Zidane cũng không thành công. Với kinh nghiệm và đẳng cấp của mình, người đội trưởng tuyển Pháp cho thấy anh chính là mối đe dọa số 1 của La Rosa. Tiếp tục là một đường phất bóng của Zidane cho Henry thoát xuống cực kỳ thoáng đãng ở cánh phải. Dù đường căng ngang của đứa con thần gió ngay sau đó là khá thuận lợi. Tiếc thay, Ribéry và Vieira đã không kịp phản ứng với đường chuyền này và bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trận đấu. Có một quy luật ngầm trong bóng đá mà chắc hẳn ai cũng đã từng nghe qua là nếu tấn công mà không có bàn thắng thì sẽ bị thủng lưới. Phút 28, từ một pha bóng chẳng lấy làm gì nguy hiểm, thế nhưng Lilian Thuram lại phòng thủ cẩu thả, dẫn đến pha phạm lỗi không nên có với Pablo của Tây Ban Nha. Hiệu quả là đoàn quân của Raymond Domenech phải hứng chịu một quả penalty cay đắng. Và dĩ nhiên trên chấm 11m, David Villa không dễ gì bỏ lỡ cơ hội đưa La Rosa vươn lên dẫn trước với cú sút dứt khoát. Quy luật ngầm nghiệt ngã lại một lần nữa hiệu nghiệm và nạn nhân lần này là tuyển Pháp. Nhưng niềm vui của đội tuyển đến từ bán đảo Iberia chưa được bao lâu khi chỉ 4 phút nữa là hiệp 1 kết thúc. Từ chỗ một cầu thủ chịu nhiều lời dèm pha khi góp mặt trong đội hình xuất phát của những chú gà Gouloa, chàng trai trẻ khi ấy 23 tuổi, Franck Ribéry đã có pha thoát xuống dũng mãnh sau pha ban bực 1-2 rất hay với Patrick Vieira. Và trong thời khắc đánh dấu tên tuổi bản thân, gã mặt sẹo đã không mắc một chút sai lầm nào khi đi bóng vượt qua cả thủ thành Casillas và ung dung quân bình tỷ số 1-1 cho tuyển Pháp. Thêm một học trò nữa của huấn luyện viên Luis Aragonés đã ngã xuống trong vòng cấm của Barthez, lần này là sát thủ Fernando Torres.
nhưng trọng tài đã nói không với quyết định thổi phạt penalty lần thứ hai có các chiến binh đến từ xứ sở bò tóp. Thực tiếc cho pha đi bóng khá xuất sắc của Torres. Vài phút sau, tài năng trẻ khi ấy Cesc Fabregas quyết định thử vận may bằng cú bắt vô lê một chạm sau đường phá bóng lỗi từ hàng thủ Les Blues, nhưng cú sút lại đi thiếu chính xác. Zidane vẫn là tâm điểm của mọi đường lên bóng bên phía những chú gà Gaulois. Huyền thoại sinh năm 1972 một lần nữa làm con tim của các cổ động viên Tây Ban Nha phải nhói lên khi anh có pha chuyền bóng cực kỳ tinh tế vượt qua hàng thủ của La Roja và đặt Maloda vào thế đối mặt với Casillas. Pha dứt điểm của cầu thủ sinh năm 1980 cũng không đến nỗi tồi, nhưng người gác đền của Tây Ban Nha tỏ ra xuất sắc hơn với pha bay người đỡ bóng đẹp mắt để cứu thua cho đội nhà. Tiếp tục vẫn là những tình huống ăn miếng trả miếng của hai đội. Tây Ban Nha đáp trả những đợt tấn công của Pháp bằng hai pha tổ chức tấn công và treo bóng từ hai biên. Dù vẫn gây được áp lực nhất định lên khung gỗ của Barthez, nhưng sự xuất sắc của hàng thủ gà trống cũng như pha đánh đầu của Luis Garcia là chưa đủ khó để có thể đưa những chiến binh xứ sở bò tót một lần nữa dẫn trước đối thủ. Không nản chí, Tây Ban Nha tiếp tục gia tăng hỏa lực lên thành trì của tuyển Pháp. Pha treo bóng từ chấm phạt góc của Benia tưởng chừng sẽ tạo ra đột biến, nhưng rất may cho tuyển Pháp là thủ thành của họ đã chơi tập trung với pha đấm bóng an toàn. Chưa dừng lại ở đó, các cầu thủ đến từ xứ sở đấu bò tiếp tục ra đòn, lần này là pha đi bóng solo từ cánh trái và tung ra cú sút đi chệt cột dọc của Les Blues được thực hiện bởi chân chạy cánh Rockwin. Vẫn là Zidane, cái tên gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người Tây Ban Nha đêm hôm ấy. Từ một pha đá phạt trực tiếp, đường treo bóng cực kỳ khó chịu của phù thủy người Pháp đã đặt khung thành của Casillas vào tình trạng báo động. Và không chỉ là báo động đơn thuần, pha chạy chỗ đón bóng khôn ngoan của Patrick Vieira đã là tiền đề cho cú đánh đầu chí mạng, mang lại lợi thế 2-1 cho tuyển Pháp ở phút thứ 83. Và khi những đôi chân của những chú bò tót non nớt đã mỏi nhừ vì những đòn đánh không đủ sát thương để hạ gục đối thủ, tình huống phản công 3-1 của những chú gà Gaulois ở phút thi đấu cuối cùng như một nhát dao xẻ đôi con tim của người Tây Ban Nha. Và chủ nhân của bữa tiệc hôm ấy chính thức lên tiếng, Zidane dễ dàng loại bỏ Buzon trước khi tung cú sút cháy lưới Casillas, qua đó nhấn chìm con thuyền Tây Ban Nha của vị thuyền trưởng Luis Aragonés. Người Pháp hò reo trong vui sướng tột độ với chiến thắng của các cầu thủ đội nhà, còn các cầu thủ Tây Ban Nha đành phải ngậm ngùi xách vali về nước trong chua xót. Các bạn vừa xem lại những diễn biến chính ngày Zidane dạy cho học trò Ramos và Tây Ban Nha cách đá bóng. Nếu bạn thấy thích video thì đừng quên ủng hộ cho kênh một like cũng như subscribe nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn.